Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ một công thức bánh mì Việt Nam rất là ngon, đó chính là bánh mì chả cá. Thì chả cá mình làm đơn giản lắm nha. Công thức này mình có thể làm liền, ăn liền, không cần phải đợi cá đông đá hay là quết lâu. Trong video Diễm cũng chia sẻ cách làm cái nước sốt nè, cay nhẹ, mặn ngọt và hơi chua tí xíu, ăn chung với lại chả cá này hợp lắm luôn. Bây giờ mình cùng vào bếp làm món bánh mì chả cá này với Diễm nha. Diễm giới thiệu sơ về cá trước thì mình cần cá phi lê nha, không da không xương. Và Diễm thấy mình dùng cá nào cũng ngon hết. Ở Na Uy dễ dàng nhất là mình mua những cái loại cá phi lê thuộc họ cá tuyết nè. Cái này thì Diễm mua cá khồn da, mình có thể mua cá thorsk cũng được. Còn nếu mà ở Việt Nam hoặc là những nước khác, mình có thể sử dụng cá thu nè, hoặc là cá biển, cá sông cũng được luôn. Mà quan trọng là cá tươi nha. Cá đó thì mình sẽ rửa sạch, rồi mình kiểm tra coi nó còn xương không nè. Rồi bây giờ mình cắt ra thành từng cái lát mỏng nha. Mình cắt nhỏ như vậy để tí nữa mình xay cho nó dễ. Và mình cắt nhỏ đó, mình cũng dễ kiểm tra xem trong cá còn xương hay không. Dưới công thức này, mình cần 500g cá nha. Rồi bây giờ mình đi ướp gia vị. Đầu tiên Diễm có 3g muối. Cách đo bằng muỗng thì Diễm ghi ở phần miêu tả video. 10g đường, 5g bột niêm gà, nếu không có bột niêm gà thì mình dùng bột niêm thường. 2g bột tỏi và 2g bột hành. Nếu mà không có bột tỏi với bột hành thì mình cứ phi hành tỏi lên cho thơm rồi mình cho vào ha. Cái hiệu Diễm dùng là hiệu này. Khi mua thì mình lưu ý là cái này là nguyên chất nha, không có pha muối. Tại vì nếu mà có muối mình nêm vào sẽ làm cho cái chả nó mặn hơn. Rồi mình cho tiêu, tùy mình thích ha, Diễm cho khoảng 2g. Diễm cho thêm vào đây 50g nước, mình nên dùng nước lạnh nha, đừng có dùng nước nóng là được. 15g nước mắm, Diễm dùng hiệu của Liên Thành. Để cho cá nó mềm hơn đó thì Diễm cho thêm 30g dầu ăn, Diễm dùng dầu hoa hướng dương. Rồi bây giờ mình đeo bao tay vào và mình bóp cho những cái gia vị này nó thấm vào trong thịt cá. Đầu tiên mình sẽ thấy nó rất là nhão nha, nhưng mà mình cứ bóp đi cho nước nè, dầu nè nó thấm vô. Lúc này nó sẽ đặc lại hơn. Đó, bóp đều như vậy, thời gian cũng nhanh lắm, khoảng chừng 1 tới 2 phút à. Diễm sẽ dùng cái máy xay này, cái lưỡi dao bằng sắt để mình xay cho cá nhuyễn nha. Cho hết cá vào trong cối luôn. Và hôm nay mình làm cái công thức này rất là nhanh, mình không cần phải đông đá cá đó. Vì vậy Diễm có thêm ở đây là 35g bột mì căng hay là bột gluten đó. Diễm dùng hiệu này, mình cho một lượng rất là ít thôi, 35g, nhưng mà giúp cho cái chả nó dai và mình không cần phải mất thời gian mình mang cá đi đông đá. Tại vì cá bên đây thường là cá mà tới tay mình mua thì cũng cả tuần lễ rồi, cho nên nếu mà mình làm không có bột gluten thì mình cứ làm theo cái công thức chả cá trước đây Diễm có chia sẻ rồi nha. Mình cho vào máy xay đó thì đầu tiên mình để cái tốc độ thấp thôi và mình xay trong khoảng thời gian là 45 giây. Sau 45 giây đó thì mình sẽ quết lại ha, mình tém cho nó gọn, tại có thể bột gluten nó dướng ở cái thành của cái cối nè. Công thức này thì rất là dễ, mình không cần phải lo là cái cối nó bị nóng hay là cá nó hết lạnh đâu. Sau khi tém gọn rồi thì mình tiếp tục mình xay thêm 2 lần nữa nha, ở cái tốc độ cao và mỗi lần cũng là 45 giây. Hoặc là mình xay cho tới khi mà mình mở ra, mình thấy cái chả nó nhuyễn nó mịn là được. Diễm xay tổng cộng là 3 lần ha, mỗi lần là 45 giây đó. Như mình thấy ở đây, cá rất là mịn nè, dẻo. Mình khỏ thử vào thì mình thấy nó đàn hồi tốt lắm. Để Diễm múc thử gần một miếng cho mình xem. Đó, mình cầm lên nó phải chắc ha. Mình lắc nó hơi rung rinh luôn. Và bây giờ nếu mà mình không có mang đi chiên liền thì mình cứ mang mình cất vào trong tủ lạnh nha. Còn nếu mà chiên liền thì vẫn ngon, không có sao hết. Diễm bây giờ, Diễm đi làm cái nước sốt chan bánh mì xong rồi Diễm mới chiên. Đối với cá đó thì Diễm thấy mình ăn nên cay tí xíu thì nó không có bị cái mùi tanh nhiều. Mình có hai cái trái ớt ở đây là ớt cay nha, 25g. Nếu mà mình không có ăn cay được thì mình thay bằng cái loại ớt không cay thôi. Mình cắt bỏ cái cuống nè, rồi bây giờ mình cắt ra thành từng cái lát mỏng ha, để mình cho vào trong máy đó mình xay cho nó dễ.
Nhúng cho thêm vào đây 10g tỏi đã lột vỏ nha. Tiếp theo là 50g đường, 4g bột nêm gà, nếu không có bột nêm gà thì mình thay bằng bột nêm khác thôi. 50g nước, 100g siro bắp. Diễm làm nước sốt á, Diễm thích cho siro bắp tại vì nó có cái vị ngọt nhẹ thanh, đồng thời khi mà mình để nguội đó cái sốt nó sệt lại. Nếu mà mình không có siro bắp thì mình thay bằng mạch nha hoặc những loại siro khác, nhưng mà mình phải điều chỉnh lại lượng đường nha. Diễm cho thêm vào đây 10g tương ớt. Tương ớt thì Diễm dùng tương ớt Sriracha hiệu này. Và cuối cùng là mình cho 80g nước mắm. Rồi bây giờ mình mang cái hỗn hợp này đi mình xay nhuyễn, mình dùng cối xay sinh tố hoặc là máy xay cầm tay như Diễm đều được. Để Diễm đổ ra cho mình xem. Xay nhuyễn như vậy là ngon nè. Mình bắt cái nồi sốt này lên bếp và mình nấu cho nó sôi nha. Mình cứ để cái lửa lớn, mình khuấy đều tí xíu. Và khi mình thấy cái nước sốt nó vừa sôi đó, mình chuẩn bị sẵn 15g giấm. Giấm Diễm dùng là 7% nha, mình cho liền vào và mình hạ xuống cái lửa trung bình hoặc lửa nhỏ. Mình giữ làm sao cho cái nước sốt nó sôi nhẹ. Mình để cho cái nước sốt nó sôi nhẹ như vậy trong khoảng thời gian là 1 phút ha, không cần phải nấu lâu. Tại vì nếu mà mình nấu càng lâu thì cái nước sốt nó càng đậm đó, nó mặn. Lúc này á, mình thấy cái nước sốt nó còn loãng lắm, nhưng mà mình để nguội thì nó sẽ sệt lại. Nhắc khỏi bếp á, đừng có đậy nắp nha, và mình để cho nó nguội. Bây giờ mình đi chiên cái chả cá. Thì Diễm có một cái dĩa nè, rồi mình múc một phần chả cá vào. Rồi mình lấy cái cây phích bột đó, mình sẽ vàng chả cá ra cho nó mỏng. Tùy mình thích cái miếng chả cá to hay nhỏ thì mình vàng thôi. Cái này thì Diễm học theo một cái tiệm bánh mì ở Việt Nam á, Diễm thấy làm rất là nhanh và tiện luôn. Rồi bây giờ mình thấm cái cây phết bột tí xíu dầu nè. Để mình chia cái chả cá ra cho dễ, nó không có bị dính đó. Đó là như vậy. Mình chiên ra được thành từng miếng rất là ngon và nhanh nữa. Dầu chiên á, thì mình nên để cái lửa trung bình. Nhiệt độ của dầu á, nó khoảng từ 180 độ C cho tới 200 độ C. Mình nên chiên cái lửa nó cao tí xíu nha, tại vì giúp cho cái chả cá nó vàng nhanh mà ở trong nó không có bị khô. Đó, rồi mình cứ sắn từng miếng như vậy nè, mình cho vào mình chiên, nhanh lắm và tiện nữa. Và mình chiên rất là nhanh á, tại vì cái lửa nóng đó, nếu mà nó dính như vậy thì mình cứ tơi nó ra thôi, dễ lắm, không sao hết. Mình thấy chả cá nó phồng lên và nó vàng là mình vớt ra. Mình đừng có chiên lâu, tại vì mình chiên lâu á, khi mà mình để nguội á, cái chả cá nó bị dai, nó khô, không có ngon. Diễm chiên á, chừng khoảng 1 phút rưỡi à, nhanh lắm. Chả cá này á, làm vừa nhanh vừa tiện và mình ăn liền rất là ngon. Diễm làm á, mà Vít Tu nhà Diễm á, nó bốc nó ăn không á, gần hết luôn á. Đó, vàng như vậy là mình vớt ra được. Mình vớt ra, mình để nguội tí xíu thì nó sẽ co lại. Và Diễm thấy đó, khi nào mình ăn thì mình hãy chiên ha. Tại Diễm thấy đó, ăn nóng là ngon nhất. Để Diễm quay gần một miếng cho mình xem. Cầm lên vừa mềm ha, và rất là dai luôn. Vừa dai vừa dẻo. Thơm lắm. Và khi mà mình cắn ra bên trong đó, mình sẽ thấy nó còn cái độ ẩm chứ không phải bị khô nha. Nếu mà khô đó, là không có ngon. Chả cá này nếu mà mình không kẹp với bánh mì á, mình ăn chung với cơm hoặc là mình nấu bánh canh chả cá mình cho vào hoặc là bún chả cá, Diễm thấy cũng ngon luôn và cách làm rất là nhanh và tiện. Như mình thấy ở đây, bên trong chả cá còn cái độ ẩm ha, vừa dẻo vừa dai. Nước sốt này á, thì Diễm đã để nguội rồi, đó, mình đổ ra thì nó sẽ có cái độ sệt như vậy. Do mình chan vào trong bánh mì đó, vì vậy cái nước sốt này nó đậm đà nha. Mình chỉ cần múc một muỗng á, là Diễm thấy được rồi. Bánh mì á, thì mình tự làm hoặc là mình mua đều được. Cái công thức làm bánh mì thì Diễm có chia sẻ rất là nhiều rồi. Diễm để link ở phần miêu tả video ha. Mình cắt đôi ổ bánh mì ra nè, rồi mình cho chả cá vào. Tùy mình thích ăn nhiều hay ít nha. Diễm thì Diễm thích ăn nhiều, mình cho đầy vào. Và mình mới chan nước sốt lên, cho vừa đủ thôi ha. Cho nhiều quá thì nó bị mặn. Và bánh mì này mình không có ăn kèm với đồ chua hoặc là hành lá ngò, mà mình sẽ ăn với lại rau răm và dưa leo.
Rồi nếu mà mình thích ăn cay á, thì mình cho thêm tí xíu ớt vô nữa. Bánh mì nóng giòn nè, miếng chả cá vừa dai vừa thơm, hấp dẫn lắm luôn. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em làm được món bánh mì chả cá thiệt là ngon. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo. Chào tạm biệt!